Xe cưới Mino, đơn vị cho thuê xe cưới số 1 Hà Nội. Số điện thoại 088 915 5555. Có vài tỷ mà. Còn vài tỷ. Ê, đứng yên đấy cho tôi. Ngồi đi các em. Đến chơi với cô là vui rồi, quả cát làm gì? Không sao đâu cô ạ. Bọn em bây giờ ấy ai cũng thành đạt hết rồi. Những món quà nhỏ này để cảm ơn công sức cô ngày xưa đã dành cho bọn em ạ. Đúng rồi đấy cô ạ. Cho cô trẻ ra nhiều đấy ạ. Ngồi đi ngay. Cô, bao nhiêu năm qua cô dạy biết bao nhiêu người, cô có nhớ hết tên bọn em không ạ? Cái thằng này, mày nói linh tinh cái gì đấy? Kỳ Hạnh, cứ kể cho Huy nói đi. Ngày xưa, cậu ấy là láo cá nhất lớp, nhưng mà cái là học giỏi. Cô, em xin lỗi cô ạ. Đây nhá, cô kể cho mà nghe nhá. Đây là Đông, đây là Tuấn, kia là Hạnh, còn đây là bạn Tiên, là lớp phó học tập của lớp mình, vừa học giỏi, lại hát hay nữa. Còn đây là Nga. Cô nói thế đã đúng chưa? Đúng rồi cô ạ. Thôi các em ngồi đây, cô vào lấy hoa quả nhá. Thôi. Này mọi người ơi, trông nữa xong bọn mình mới cô đi ăn nhỉ? Được. Ok, nhân tiện lâu ngày bọn mình mới gặp nhau ấy. Tí nữa tôi mời tất cả mọi người sang nhà hàng của tôi ăn uống, tẹt ga luôn. Hay luôn này, đi nhà ông ngon lắm luôn. Ôi, như thế. Xin chào mọi người. Ai đây nhỉ? Hình như là Đức giáo sư đây nha. Chẳng phải đây là thành phần cá biệt nhất của lớp mình hay sao? Thằng ấp ơ đến rồi kìa. Ngày xưa đi học toán phải ngồi sổ đồ bài. Đức này, ông đi thăm cô mà mang mọi bó hoa rẻ tiền thế kia, chắc là mua mấy chục ngoài chợ hả? Bà này hả? Bà phải thông cảm với cậu ấy chứ, nghèo thì làm gì có tiền, mua được bó hoa đấy là tốt lắm rồi đấy. Em chào cô ạ. Đức đấy à? Vâng ạ. Ngồi xuống đi em. Em tặng cô ạ. Nhân ngày 20 tháng 11, em chúc cô sức khỏe. Cô cảm ơn em. Vâng ạ. Để tôi lấy ghế cho. Thôi ông cố mời tặng cái này nhá. Ăn hoa quả đi các em. Vâng ạ, đây mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp nhau ấy. Nhân cơ hội này, tôi nghĩ mọi người hãy kể về những cái thành tựu mà mình đã đạt được trong thời gian qua cho cô giáo và mọi người cùng nghe nhỉ. Ý kiến hay đấy. Thế ông kể cho đi. Tôi á. Thưa cô và mọi người, trong thời gian qua ấy thì tôi có đầu tư về cái mảng kinh doanh ăn uống và nhà hàng. Thì năm vừa rồi cũng mở được 4 cái nhà hàng. Tình hình kinh doanh cũng rất là khả quan. Năm tới tôi đang định đầu tư thêm 6 cái nhà hàng nữa trong Sài Gòn. Ui, ông đúng là giỏi thật đấy. Bảo sao ngày xưa năm nào cũng đứng top của lớp. Nhất ông ấy nhá. Thế còn ông? Tôi thì kém hơn ông một tí. Vừa rồi may mắn ký được hợp đồng cũng gần chục tỷ với công ty FM. Ui, công ty FM là một công ty lớn đấy. Ký được hợp đồng hợp tác với công ty họ, ông đúng là không phải dạng vừa đâu. Bình thường mà. Còn tôi thì kinh doanh bất động sản, năm vừa rồi mua đi bán lại cũng được vài căn, nên là cũng kiếm được khá khá. Chồng tôi thì làm ở công ty nước ngoài, lương tháng vài nghìn đô, nên tôi chẳng phải làm gì cả, chỉ việc tiêu tiền thôi. Chẳng là hết tài nhá. Mọi người ấy, ai cũng thành đạt hết nhờ. Thế còn ông thì sao Đức? Chắc là vẫn như ngày xưa. Vẫn nghèo, hèn, thất bại. Lần sau ấy, ông có đi thăm cô thì nhớ mặc cái bộ áo cho lịch sự một chút. Chứ ăn mặc thế kia vừa quê mùa, xấu lại rẻ tiền. Mất mặt của tôi lắm. Thế cũng đến thăm cô được. Chỉ ít cũng ra làm cái áo sơ mi 60 ngoài chợ kìa, mặc cho lịch sự chứ. Quá chán ông luôn đấy. Các em dừng lại ngay. Hôm nay các em đến đây để thăm cô hay là để khoe khoang và chê bai bạn vậy? Cô biết, ai rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành hơn, ai cũng sẽ thay đổi. Nhưng cô không ngờ các em lại thay đổi nhanh đến vậy. Thằng Đông
tinh nghịch hay trêu chọc các bạn nữ trong lớp ngày xưa đâu rồi. Con bé Nga hồn nhiên, hát hay, hay sợ sâu đâu rồi. Còn thằng Huy ngây ngô nhưng mà hay giúp đỡ các bạn trong giờ kiểm tra. Còn Tuấn thích cái mi, mỗi lần nhìn nhau là ngựa chín cả mặt. Tất cả đâu hết rồi? Cô cứ nghĩ tình bạn học trò của các em sẽ không thay đổi, nhưng cô không ngờ các em lại thay đổi nhanh đến vậy. Thưa cô, bọn em sai rồi, bọn em xin lỗi cô ạ. Bọn em xin lỗi cô ạ. Các em đừng xin lỗi cô. Người các em phải xin lỗi không phải là cô, mà là Đức đi kìa. Em có biết số tiền cô cho em mượn để kinh doanh nhà hàng là của ai không? Chính là của Đức đấy. Thưa cô, em nghe nói thằng Đông đang làm ăn thua lỗ. Em có chút ít vốn này, em nhờ cô đưa cho nó giúp em được không ạ? Cô chỉ cần bảo là cô cho nó mượn. Sao em không tự tay đưa cho bạn? Chỗ bạn bè ngày trước nó lại chê em nữa. Bây giờ mà đưa em sợ nó tự ái không nhận ạ. Cô giúp em với ạ. Em nghĩ nó đang thực sự cần số tiền này ạ. Cô biết rồi. Còn Tuấn, em có biết vì sao em ký được hợp đồng với công ty SVM không? Các em khinh thường Đức, mặc quần áo rẻ tiền. Nhưng các em có biết không, Đức chính là chủ tịch tập đoàn SVM. Cái gì? Cô là chủ tịch á? Ta là chủ tịch á? Đức mua bó hoa này không phải là vì cậu ấy không có tiền, mà vì cậu ấy biết cô rất thích cúc họa mi. Các em ạ, cuộc đời thật ngắn ngủi. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, hãy biến nó trở nên thật ý nghĩa. Mà tình bạn là một trong những điều ý nghĩa đó đấy. Được rồi, bọn tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi ông. Tôi không sao đâu. Chuyện cũ qua rồi thì cứ cho nó qua đi. Chúng ta đang sống với hiện tại và tương lai mà. Như lời cô nói ấy, chúng ta hãy biến những phút trôi qua trở nên ý nghĩa đi các bạn. Trước nữa, em xin phép mời cô và các bạn sang nhà hàng của Đông. À, buổi hôm nay em sẽ mời ạ. Thôi nói chung thế là vui rồi, tất cả mọi người. Lâu lắm rồi ấy, mọi người mới có cơ hội gặp lại nhau. Hôm nay mọi người nhất định phải ăn chơi hết mình nhá. Được rồi. Đúng rồi đấy, lớp trưởng nói chí phải. Cũng 10 năm rồi, từ ngày mình ra trường còn gì. Ai bảo 10 năm, mới có 9 năm rưỡi thôi. Lâu rồi không gặp nhau, bây giờ gặp lại, thấy mọi người ai cũng thành đạt, tôi rất là mừng. Đúng vậy đấy, nhưng mà xét về độ thành đạt thì chắc không ai hơn lớp trưởng mình đâu nhỉ. Đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Chết, mọi người cứ quá lời, tôi có làm được cái gì đâu. Ông cứ khiêm tốn. Đấy, đã giàu rồi lại mắc cái bệnh khiêm tốn cơ. Thế đi đến đây, ai đi con xe Audi hả giám đốc công ty Đông Hồ. Đấy. Con xe đấy thì cũng có trăm tỷ thôi mà, có cái gì đâu đáng mà khoe chứ. Nói thật với mọi người, năm vừa qua công ty tôi làm ăn cũng được, cũng ký được một hợp đồng lớn với công ty đa gia, nên là kiếm được một khoản cũng khá khá. Thì cũng sắm được con xe, với lại tặng cho vợ con căn biệt thự Vinhome ấy mà. Thế là tốt quá rồi tỉnh ạ. Mọi người thấy ai là người thành đạt trên lớp mình chưa? Trưởng lớp mình còn ai nữa. Mọi người cứ quá lời. Thế cuộc sống mọi người thế nào? Có ổn định không? À, tôi thì đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty ở nước ngoài. Nói chung ấy thì lương thì cũng tạm ổn. Còn My thì đang làm giám đốc chi nhánh của một thương hiệu đồng hồ cao cấp. Còn Tuấn thì đang kinh doanh thuận lợi ở nhà hàng. Này, mà cậu ấy vừa mới mua siêu xe đấy. Thôi thế ạ. Có gì đâu. Nói chung ấy thì mọi người ở đây ai cũng thành đạt và có cuộc sống ổn định hết rồi. Thế thì mừng quá rồi nhỉ. Lâm ly. Thôi thôi. Xin lỗi mọi người. Tôi đến muộn. Ai đây nhỉ? Có phải là Hạnh Tổ lớp mình không nhỉ? Còn lạc đi đâu được nữa. Nhìn cái bộ dạng quê mùa tô tô như thế kia thì lẫn đi làm sao được. Mà bao nhiêu năm qua bà vẫn chẳng thay đổi gì nhở. Ăn mặc vẫn rẻ
rẻ tiền như thế à? Tôi nghĩ bạn bè gặp nhau là vui rồi, quan trọng gì ăn mặc chứ. Ồ, thế nói như bà ấy, thì người ta sinh ra hàng hiệu, thời trang là để làm gì? Mà bà không biết đúng không? Để tôi nói cho bà biết nhá. Để cho những người có tiền như bọn tôi mặc đấy. Không mọi người. Ấy chết, mọi người đừng có châm chọc Hạnh nữa. Số bà ấy đã khổ lắm rồi. Ngày xưa đi học thì bét nhất lớp. Tôi còn nghe nói mấy năm trước là mới bị đuổi khỏi công ty đấy. Đấy, người ta đã khổ như thế rồi. Mình là mình phải mở lòng, mình thông cảm cho người ta chứ. Lớp trưởng nói chí phải đấy. Lớp trưởng nói đúng rồi đấy. Dù sao thì bà cũng đến rồi, thì kệ đi, bà ngồi đây. Thôi, mình qua nhà hàng luôn đi nhờ. Hình như vẫn còn thiếu vài người. Lớp trưởng, ông đã gọi hết cho mọi người chưa? À, tôi gọi hết cho mọi người rồi. Linh ý, thì nó đang đi du lịch với gia đình. Thằng Hải thì vào Nam để ký hợp đồng. Còn thằng Trung thì đi chữa bệnh vô sinh sắp về rồi. Thế con thằng Lộc, thằng Minh với cái Mai đâu rồi? À, chúng nó ngại đi. Sao lại thế? Thì tôi gọi nhưng mà chúng nó bảo bận. Bận cái gì? Chắc là chúng nó tự tin nên mà không dám tới. Thì bọn nó làm công nhân lao động, nghèo rớt bùng tơi ra, làm sao dám đi cùng anh em mình tới những nơi sang trọng được chứ? Cũng đúng. Mà ít ra ấy, chúng nó còn biết điều mà ở nhà đấy, chứ không như ai kia đã không biết nhục còn vác cái mặt tới. Ông nói hơi quá rồi đấy. Có cái gì mà quá? Tôi nói gì sai à? Người ta bảo rồi, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Bọn tôi giàu có, chứ không muốn tiếp xúc với những người nghèo hèn như bà hiểu không? Thằng Huy nó nói đúng rồi đấy. Này, mà tôi tặng bà một câu: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngu. Sao? Như thế nó tự chửi bọn mình đấy. Có thể à? Thôi mọi người, dù sao ấy, Hạnh cũng đến đây rồi, kệ đi, thêm cái bát với đôi đũa thôi mà. Mà như lúc nãy chúng ta bàn với nhau ấy, hôm nay tiền ăn uống chúng ta là Campuchia đúng không? Nhưng mà tôi xin phép mọi người được trả thay phần của Hạnh, được không mọi người? Nhất trí luôn. Đúng là lớp trưởng lớp mình có khác. Tôi tự trả được, không cần ông phải trả. Mà làm gì có tiền mà trả? Cậu mà trả thì lấy tiền đâu mà sinh hoạt chứ? Đúng là người ta nói chẳng sai mà. Người càng nghèo thì bệnh sĩ lại càng lên cao. Thôi, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn nha. Đi. Đông ơi, Đông ơi. Hình như kia có phải là ông Đức, giám đốc điều hành của FM đúng không nhỉ? Ờ, đúng rồi. Này, hay là sang chào ông ấy một tiếng đi. Ờ, tôi cũng đang định vậy. Dù sao sắp tới, cũng định nhờ ông ấy quan hệ với bên công ty Đa Gia. Nên sang chào một chút nha. Vậy đi. Xin phép mọi người, tôi sang bàn bên kia gặp đối tác một chút. Thôi mọi người ngồi đây uống nước nhé, bọn tôi ra đi một đường một tí. Tôi khá ứng được đồng các cậu rồi, các cậu triển khai đi nhá. Chào anh ạ. Chào anh. Chào các cậu. Cậu là... À, giám đốc công ty đồng hồ. Xin chào. Em đang ngồi với các bạn của em ở bên kia, thì thấy anh nên là sang chào anh một tiếng. Kia là bạn của các cậu à? Dạ vâng ạ. Thế đợi tôi một chút nhá. Vâng. Chào giám đốc. Chào anh. Tôi vừa đi nước ngoài, định cuối tuần sang thăm anh chị, để gặp chị ở đây. Anh nhà đi đâu rồi ạ? Đây là buổi họp lớp của tôi, nên anh ấy không tới. Hóa ra hai cậu với lại giám đốc công ty Đa Gia là bạn học của nhau à? Cái gì cơ? Giám đốc á? Giám đốc á? Không những chị ấy là giám đốc, mà là vợ của tổng giám đốc công ty Đa Gia nữa. Thôi, thì bây giờ tôi xin phép. Cuối tuần tôi sẽ thăm anh chị sau. Chào anh. Chào các cậu.
Sao mọi người im lặng hết vậy? Thật ra tôi chẳng muốn nói tôi là ai, tôi đang như nào. Vì tôi cứ nghĩ đã là bạn bè thì đến với nhau bằng sự chân thành. Nhưng tôi không ngờ các cậu lại thay đổi nhanh như vậy. Các cậu lấy vật chất để làm thước đo tình cảm. Thôi, như Huy đã nói, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Có lẽ người như tôi không phù hợp để chơi với các cậu. Tạm biệt. Anh à, chào mày. Em chào anh ạ. Chào các bạn. Hôm nay mày đi xe máy thôi à? Ừ, đi xe máy cho tiện. Đi xe máy cho tiện á? Hay là không có ô tô? Thôi, vào đi không mọi người đợi. Ừ, đi thôi. Ai đây em? Nó tên My. Ngày xưa đi học, em ghét nó cực. Thế á? Kiểu như học giỏi một tí nên được các thầy cô giáo ưu tiên. Em bị hạ hạnh kiểm vì nó mách cô giáo em copy đấy. Nghĩ lại vẫn tức. Ích đấy. Mà tớ bảo này, tớ chuẩn bị làm chủ nhiệm của một lớp rồi đấy. À, chúc mừng lớp trưởng nhá. Ơ, mà làm chủ nhiệm ấy là giống cô giáo chủ nhiệm lớp mình à? Ừ, có thế mày cũng không biết à? À, tao biết, nhưng tao hỏi để xác nhận thôi. Mà lớp mình giờ ai thành đạt nhất nhờ? Chắc là thằng Thành ấy, nó làm việc bên nước ngoài, lương cao lắm. Có thể. Nhưng mà ấy, tao thấy sướng nhất là mình bây giờ là con Hạnh đấy. Cái con Hạnh ghẻ đấy á? Ừ, nó sắp lấy chồng giàu lắm. Nghe nói là giám đốc của một doanh nghiệp đấy. Phải vậy không lớp trưởng? Ừ, hôm trước gọi điện bài họp lớp, cậu ấy bảo tớ vậy đấy. Ôi, thấy chưa? Đấy, tao bảo mà. Hello. Lâu lắm rồi mới gặp. Lâu lắm mới gặp đấy, chào các bạn. Nhớ My kìa. Chào My, cậu ngồi đi. Chào anh ạ. Chào anh. Vừa nhắc đến mày xong ấy. Chào mọi người. Ờ đúng. Con này có khi sau này đốt hương muối cũng lên. Bọn mày nhắc thì tao đấy. Ờ, à, mọi người đang bảo mày. Bây giờ sướng nhất lớp mình là mày đấy. Sao mọi người lại bảo thế? Thì mày lấy được chồng thành đạt còn gì. Mà chồng mày đây à? Ừ, đây là anh Đông, chồng sắp cưới của tao. Anh ấy là giám đốc công ty Daza đấy. Ui, em chào anh. Mà đâu phải tao là người sướng nhất đâu. Sướng nhất phải là Tuấn Anh mới đúng chứ. Nghe nói mày mới lên chức à? Ờ thì cuối năm vừa lên chức trưởng phòng kinh doanh. Nó còn vừa mua con ô tô đấy. Ui, thật á?
Đúng rồi đấy, hôm trước tôi vừa đi mua mấy nó mà Mazda 6 luôn. Thế thì phải sao đi thôi. Có cái ô tô, nó cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi mà. Mà hôm nay ấy, tôi thấy là mình ai cũng đi ô tô còn gì nữa. Thế mà có người vẫn đi xe máy đấy. Ô, ai đây? Học sinh ngoan, gương mẫu của lớp ta kia kìa. Mi á? Mi đi xe máy à? Ờ, Mi, cậu đi xe máy à? Thế thì lát nữa đi ăn, cậu cất xe đi, rồi đi xe với tớ. À không sao, tớ đi xe máy cũng được mà. Mà người yêu bảo Mi? Ừ, đây là anh Đức, người yêu của tớ đấy. Mình là người yêu của Mi, rất vui được gặp các bạn. Anh Đức đang công tác ở đâu ạ? Anh... Công tác ở đâu được chứ? Đi xe máy thế kia, chắc là làm công việc gì đó bình thường, hay là làm nhân viên của một công ty nào đó thôi. Ờ, cũng đúng. Thôi mọi người ơi, hôm nay tôi mời mọi người đến đây là có hai việc chính. Việc thứ nhất là bàn về họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường. Còn việc thứ hai là bàn về việc giúp đỡ cái Mai lớp mình. Mai nó bị làm sao ạ? Có chuyện gì thế lớp trưởng? Nghe nói nó đang bị bệnh. Thật á? Thì có sao không? Ừ, Mai đang bị bệnh, cần phải phẫu thuật, nên cần số tiền rất là lớn. Dù sao thì lớp mình cũng học cùng với Mai 3 năm rồi. Giờ Mai khó khăn, tớ nghĩ mọi người cũng nên giúp đỡ cậu ấy. Ờ, lớp trưởng nói đúng ấy. Thế số tiền cần là bao nhiêu? 500 triệu. Ừ, cần số tiền nhiều thế cơ hả lớp trưởng? Ừ, cậu ấy phải điều trị ở bên nước ngoài nên chi phí rất là đắt. Tớ mong được sự ủng hộ của mọi người. Ê, mày định góp bao nhiêu? 10 triệu. Mày bị điên à? Sao góp nhiều thế? Dù gì cũng là bạn bè chơi với nhau, nói thì đang gặp khó khăn nên giúp thôi. Biết là thế, nhưng 10 triệu là nhiều rồi. Góp này ấy là cho luôn, chứ nó làm sao mà trả được anh em mình. Ừ, mày nói cũng đúng. Thế thì bây giờ cho bao nhiêu được? 2 triệu thôi. Ừ, tao biết rồi. Tớ sẽ ủng hộ trước. Ờ, vì thời gian qua tớ mới mở thêm cửa hàng, kinh phí thì còn hạn hẹp nên tớ chỉ góp được 2 triệu thôi. Lớp trưởng, đọc số tài khoản đi, tớ chuyển luôn cho. Ừ, cảm ơn cậu nhá. Ờ, tớ cũng góp 2 triệu thôi nhá. Ờ, đợt vừa rồi tớ chuyển tiền cho ông già ở nhà làm nhà nên là cũng không còn nhiều. Thế mọi người đóng góp 2 triệu hết à? Vậy tớ cũng thế. Như vậy đi. Mỗi người đóng góp 2 triệu thì bao giờ mới đủ 500 triệu đây? Tình hình kinh tế khó khăn, bọn tớ chỉ góp được như thế thôi. Mong cậu thông cảm. Ừ, thôi để tớ tính cách khác vậy. Lớp mình có 35 người, bà thử liên hệ xem. 35 x 2 là cũng được 70 triệu rồi đấy. Ừ, đúng rồi đấy. Hôm nay tớ hẹn mọi người đi họp lớp mà nhiều người còn không đi, thì chắc gì mọi người đã đóng đủ 2 triệu được. Thế thì chắc phải nhờ đến vợ chồng Hạnh rồi. Dù gì ấy, Hạnh cũng là người thành đạt nhất mà. Ừ, đúng rồi, tớ sẽ góp chứ. Nhiều hơn các cậu. Cậu nói thật chứ? Cảm ơn cậu nhá. Giám đốc điều hành. Vợ chồng tớ sẽ ủng hộ Mai 10 triệu. À, tớ muốn góp thêm. Tớ góp thêm 2 triệu nữa thay cho Mi luôn. À thôi, tớ không cần đâu. Thôi, cậu đang khó khăn để tớ đóng hộ cho, có gì đâu mà ngại. Cậu đang khó khăn thì để Hạnh nó đóng giúp cho. Cậu cứ nhận đi. Cậu nhận đi. Tôi cảm ơn Hạnh, nhưng tôi cũng là thành viên của lớp. Mai đang gặp khó khăn thì đấy cũng là trách nhiệm của tôi, nên không cần cậu đóng góp thay đâu. Đã nghèo rồi còn sĩ diện. Thôi, kệ cậu ấy đi. Lớp trưởng, cậu ấy còn thiếu bao nhiêu nữa? Các cậu biết rồi đấy, tớ lương giáo viên nên không có nhiều tiền. Tớ chỉ còn dư 50 triệu, cộng với thêm 18 triệu các cậu vừa đóng góp thì còn thiếu hơn 400 triệu nữa. Gia đình tớ sẽ góp 450 triệu. Thầy cậu bảo
cậu phải phẫu thuật gấp nên tớ nghĩ kiếm số tiền đấy càng nhanh càng tốt. Cậu nói thật chứ? Ừ, cậu gửi tớ tài khoản để tớ chuyển cho nhá. Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhá. Sao nó nhiều tiền thế nhỉ? Chắc nó bị ngu, nó mới góp nhiều như thế. Có thật là cậu góp số tiền đó không? Tớ nói thật mà. Biết đâu, bây giờ nói thế cho vui mồm, rồi đến khi về lại lấy lý do này lý do nọ. Ừ, xin lỗi em, cô ấy bảo chuyển thì sẽ chuyển. Lời nói gió bay bạn ơi. Có giỏi thì chuyển tiền ngay luôn đi, cho mọi người cùng tin. Đúng rồi đấy. Thôi mọi người ơi, cậu ấy đã đồng ý rồi thì lúc về cậu ấy chuyển tiền cũng được mà. Thôi, nghèo kiết xác như cậu ta ấy, không có ô tô phải đi xe máy thì lấy đâu ra số tiền 500 triệu để cho người khác chứ. Đúng rồi đấy lớp trưởng. Tôi chỉ muốn cậu ta đừng lôi người khác ra làm trò đùa thôi. Cậu thôi đi, Mai đang bị bệnh và tôi không có ý định đùa trên khó khăn của người khác. Thế vậy thì chuyển tiền ngay đi. Cậu ép người hơi quá đáng rồi đấy. Bây giờ tôi có thể chuyển tiền, nhưng tài khoản bị giới hạn chuyển đi. Các bạn đợi tôi một chút. Thôi mọi người, chúng ta là bạn cùng lớp, Mai đang gặp khó khăn, ai giúp gì, giúp được bao nhiêu cũng là chân tình rồi, đâu nhất thiết phải làm khó nhau như vậy. Thôi, cậu cứ để bọn tớ. Ừ, anh đây. Em mang cho anh 500 triệu nhá. Anh đang ở quán cà phê Linh Đàm đây. Ừ, anh cảm ơn em. Ui, mẹ mẹ, mẹ con nhiều, mẹ lì nữa kìa. Ui. Bọn em chờ anh chút. Chào anh ạ, em là Đông, giám đốc của công ty Đa Gia, rất vui được gặp anh. Chào Đông, chờ mình chút. Anh. Ừ, anh đây. Đây là số tiền anh cần. Anh cảm ơn nhá, em vất vả rồi. Anh em mình mà khách sáo quá. Đây là 500 triệu. Nếu mọi người không tin, mọi người có thể ra quầy cà phê để check lại. Gửi lớp trưởng. Cảm ơn cậu nhá. Cậu chuyển sớm cho Mai nhá. Hôm sau bọn tớ sẽ đến thăm cậu ấy. Tớ biết rồi. Tớ rất buồn. Tưởng lâu ngày chúng ta không gặp nhau, chúng ta sẽ vui vẻ lắm cơ. Nhưng không ngờ các cậu lại nhìn nhận người khác qua vẻ bề ngoài như vậy. Các cậu khoe giàu sang, khoe thành đạt, nhưng khi bạn bè gặp khó khăn, các cậu lại e dè, tính toán từng đồng. Xin lỗi lớp trưởng, tớ có việc tớ xin phép về trước. Chào mọi người nhé. Em với mọi người cứ về trước đi. Anh đi một gì anh? À, anh với chị đi xe máy. Ô tô anh đâu? Ừ, chị bị say xe. Thế nên là anh đi xe máy cho thoáng. Thôi, về đi. Yeah.
Ê Nam, mày đến lâu chưa? Hoa à? Tao cũng vừa mới đến, đợi lớp mình rồi cùng vào. Mày đang làm gì vậy? Tao đang chơi Riot Games King. Đến giờ này mà mày vẫn còn chơi trò này à? Thế mày không chơi nữa à? Từ sau lần đấy tao bỏ rồi. Tao này đồ họa đẹp phết nhỉ? Có khi tao phải chơi lại cũng nên. Ngán, vẫn chơi tao. Ok ok, chờ tao đi. Được chưa, vào chưa, vào chưa. Đấy, đang vào đây rồi. Xin chào. À, Sơn Huy tới đấy kìa. Dạ, các anh khỏe không? Khỏe như trâu ấy. Này Nam, ông vẫn còn chơi mấy cái trò vô bổ này à? Thôi, mọi người vào đi. Thôi, vào đi. Vào thôi. Chúng em chào cô ạ. Chào các em. Dạ, đầu xuân năm mới, bọn em đến chúc Tết cô. Năm mới mong cô là thật nhiều sức khỏe và công tác tốt ạ. Em chúc cô sức khỏe và vạn sự như ý ạ. Cô cảm ơn các em. Các em vào nhà đi. Vâng. Dạ. Vâng. Anh vào đi. Các em ăn bánh kẹo rồi uống nước đi. Dạ vâng ạ. Em chắc chắn đây là mứt mà cô làm đúng không ạ? Năm nào cô cũng làm đấy. Em nhớ ngày xưa đi học, lúc cô còn ở ký túc xá nhà trường, lúc nào cô xào mứt là y như rằng cả trường đều dậy mùi chứ. Đấy, rồi các anh chị hò hét từ trên lớp xuống, khiến các thầy cô lại phản ảnh lại với cô đấy. Nhìn mấy đứa như thế này, chắc là cuộc sống cũng ổn định rồi nhỉ. Chẳng giấu gì cô, em mới hợp tác với ông anh, mở thêm 3 nhà hàng nữa trong miền Nam. Đợt vừa rồi thu nhập về cũng khá cô ạ. Thôi đi ông ơi, khiêm tốn thế làm gì? Nó đưa vợ con đi du lịch nước ngoài suốt đấy cô ạ. Thế là tốt rồi. Thế còn Ly, cuộc sống gia đình bây giờ thế nào rồi? Dạ, dạo này công ty chồng em làm ăn được. Anh ấy thương vợ thương con lắm. Việc nhà có cho em làm cái gì đâu, toàn thuê người giúp việc làm hết ý. Bây giờ em chỉ có ăn với chơi thôi cô ạ. Thế là xứng nhất cái Ly rồi. Ngày xưa chồng nó mới thành lập công ty, làm ăn không tốt, suốt ngày gọi điện cho cô than thở đấy. Bây giờ nhìn thấy em như thế này là cô an tâm rồi. Thế còn Huy, cô nghe nói bây giờ em đang là giám đốc của công ty Đa Gia hả? Vâng ạ. Huy thì cô đoán được ra ngay, thời còn đi học nó là đứa xuất sắc về mọi mặt, nên có thành công như bây giờ cũng là điều hiển nhiên thôi. Cô cứ nói quá, cô cứ làm em ngại. Có gì đâu mà ngại, cô tự hào về em lắm đấy. Thế còn em thì sao hả Nam? Dạ, em thì vẫn đang làm cho công ty game ạ. Cái gì cơ? Lại game á? Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn vậy hả Nam? Thế này thì bố mẹ em chắc là buồn lòng vì em lắm nhỉ? Nhận thưởng sự kiện quân nhá, Tuấn nhá. Cái này, đây. Đấy, đấy. Rise of the King, tự game chiến thuật cực chất. Mai cần phải điều khiển quân đội sao cho hợp lý, không cần dùng nhiều quân, vẫn chiến thắng. Nam ơi. Ơi. Cậu xem hộ tớ, bài này chia động từ đúng chưa? Ok rồi đây. Đây, chia như thế này nhá. Đó, đừng chia như này, chia như này là sai. Cảm ơn cậu nhá. Không có gì đâu. Bạn tôi giỏi quá nhờ. Gì đâu, bình thường mà. Mà sao mày học giỏi tiếng Anh ấy? Mày có bí quyết gì ạ? Bí quyết gì đâu, thì mình chơi game Riot rất kinh nhiều thì trình độ tiếng Anh cũng lên thôi. Là sao? Là cái game mình đang chơi này. Có rất nhiều quốc gia chơi với nhau. Để giao tiếp, để nói chuyện, người ta dùng tiếng Anh. Lúc đầu tao cũng chả hiểu gì đâu. Nhưng mà dần dần nói chuyện nhiều, lại quen, nên là trình độ tiếng Anh cũng lên thôi. Thật ra? Thật mà.
Bảo sao mày học giỏi tiếng Anh thế? Gì đâu, bình thường mà. Kìa, quấn. Cô ta vào. Cô. Sao giờ mày? Trốn nốt vào này đi. Các em ngồi xuống. Hôm nay tôi sẽ trả vở bài tập cho các em. Hai anh đang làm gì đấy? Cô hỏi hai em. Hai em đến trường để làm gì? Dạ, đến trường để học ạ. Vậy sao trong lúc tôi giảng bài, hai em lại lấy điện thoại ra chơi game? Học để sau này có cuộc sống tốt hơn, để có một công việc ổn định. Thưa cô, chơi game cũng tốt mà cô. Nó giúp chúng ta tư duy tốt hơn, hơn nữa là còn giúp mình học tiếng Anh nữa cô ạ. Anh im mồm đi. Tôi chả thấy có cái thể loại game khủng nào mà tốt cho học tập cả. Anh đừng có ngụy biện. Các anh cứ như thế này thì chả làm được cái trò trống gì đâu. Thưa cô, mỗi người đều có một ước mơ, một công việc riêng. Và em nghĩ đó là ước mơ và là công việc của em ạ. Người lại không muốn làm, muốn làm ngợm mà. Các anh học hành như thế này thì phí tiền của bố mẹ các anh thôi. Vâng, em xin lỗi cô. Các em nhìn bạn Nam đi. Ngày xưa không nghe lời cô, suốt ngày chơi game, nên bây giờ công việc thì giặt dẹo, có ra thể thống gì đâu. Vâng, bọn em sẽ nhớ mãi lời cô ạ. Nhờ ơn cô dạy dỗ bọn em mà bây giờ bọn em ai cũng trưởng thành hết đấy ạ. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Sau này cô có gặp khó khăn gì thì cô cứ gọi bọn em ạ. Bệnh tình của bác trai đã là giai đoạn cuối, cần phẫu thuật gấp cô ạ. Vâng, bác sĩ cứ tiến hành giúp tôi. Nhưng chi phí rất đắt cô ạ. Bao nhiêu tiền hả bác sĩ? 450 triệu. Em mới hợp tác với ông anh, mở thêm 3 nhà hàng nữa trong miền Nam. Đợt vừa rồi thu nhập về cũng khá khá cô ạ. Dạ, dạo này công ty chồng em làm ăn được. Bây giờ em chỉ có ăn để chơi thôi cô ạ. Sau này cô có gặp khó khăn gì thì cô cứ gọi bọn em ạ. Cô à? Huy đấy à? Giờ này công việc của em thế nào? Em vẫn khỏe chứ? Vâng, em khỏe ạ. Vâng, cô khỏe không cô? Ừ, cô vẫn khỏe. Cô đang có việc muốn nhờ em giúp đây. Cô có chuyện gì vậy ạ? Chồng cô ốm nặng, đang cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Cô đã vay hết họ hàng rồi, nhưng vẫn không đủ. Em giúp cô nhá. Cô không bảo em sớm. Em vừa gửi tiền về cho bố mẹ để sửa lại nhà rồi, nên bây giờ em cũng không còn tiền mặt nhiều. Alo. Alo. Cô ơi. Sao cô không nói gì thế? Cô ơi cô. Alo. Ly đấy à? Dạ em chào cô. Cô gọi cho em có việc gì thế hả? Chồng cô đang ốm nặng, cô đang cần tiền để phẫu thuật. Em có cho cô mượn. Cô sẽ trả lại em ngay. Em cũng muốn giúp cô lắm, nhưng cô thông cảm. Dạo này chồng em làm ăn khó khăn nên em không giúp cô được rồi. Ừ, cô biết rồi. Cô cảm ơn em.
Cô ơi. Cô. Cô ơi. Cô. Nam à, em vào đi. Em ngồi đi. Vâng. Thưa cô, lớp mình đã qua đến chúc Tết cô chưa ạ? Chưa, em là người đầu tiên đấy. Sao trông cô tiều tiệu quá vậy? Em uống nước nhá, để cô đi lấy. Dạ thôi, để em tự đi lấy, cô uống ngồi đi ạ. Cô buồn lắm Nam ạ. Cô có chuyện gì vậy ạ? Chồng cô bị bệnh. Cô đã dồn hết tất cả số tiền tiết kiệm rồi vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ để điều trị. Số tiền đó là bao nhiêu hả cô? 450 triệu em ạ. Em có thể giúp cô được ạ? Em nói gì? Em nói thật chứ? Dạ vâng. Những năm qua em có dư một khoản tiền, em nghĩ có thể giúp được cô ạ. Nếu được vậy thì tốt quá. Cô cảm ơn em. Dạ, không có gì đâu ạ. Cô không biết lấy gì để báo đáp em đây. Dạ thôi không sao đâu ạ. Cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chiều nay em sẽ cho người chuyển khoản cho cô luôn. Giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật có lỗi với em. Trước đây, cô luôn mắng em, trách em, luôn nghĩ em là người không thành công. Nhưng cuối cùng chỉ mình em đến thăm cô, lại còn giúp đỡ cô nữa. Cô ơi, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Công ơn của thầy cô bao nhiêu năm qua bọn em là sao thể quên được ạ. Những lần cô mắng em cũng chỉ là một tốt cho em thôi. Cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cô thấy em chững chạc hơn nhiều đấy. Thì mấy năm qua em làm gì? Dạ, hiện tại em đang làm giám đốc trong công ty game quốc tế. Để đạt được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ em đã chơi Rise of the King trước đây. Em đã học cách lãnh đạo, quản lý và kết bạn với rất nhiều bạn bè quốc tế. Nó giúp em tự tin hơn cô ạ. Hóa ra là vậy. Trước đây, cô cứ nghĩ chơi điện tử, chơi game là không tốt đối với học sinh. Nhưng giờ cô mới biết, nếu chơi game mà biết vận dụng những điều hay, điều tốt vào học tập và công việc thì quả là điều nên làm. Em đang chơi trò gì đấy? Rise of the King cơ. Sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo số điện thoại 0859 11 3333.